không thích món này lắm. Đây là món đầu tiên của mình này. Ơi mọi người thấy cái túi gì bên kia không? Ơ! Xin chào các bạn, mình là Ninh Tito và ngày hôm nay chúng ta lại có một vlog Sài Gòn. Sài Gòn không chỉ nổi tiếng bởi những trung tâm mua sắm tráng lệ, sầm uất mà còn được biết đến với một nền ẩm thực vô cùng phong phú, đa dạng. Văn hóa ẩm thực của Hòn Ngọc Viễn Đông được ví như một nồi lầu thập cẩm, nơi hội tụ của rất là nhiều nét văn hóa Đông Tây, cổ xưa và hiện đại. Cũng chính vì lý do này mà ẩm thực nơi đây ngày càng thu hút du khách trong nước và quốc tế ghé qua thưởng thức. Trong chuỗi Sài Gòn Ninh nhé, hãy cùng theo chân Ninh trong 3 tập food tour sắp tới để cùng khám phá tất tần tật về ẩm thực của Sài Gòn hoa lệ này nhé. Hãy cùng bắt đầu thôi. Món ăn đầu tiên của mình tại chuyến đi Sài Gòn lần này đó chính là hủ tiếu. Thật ra thì lần trước Ninh cũng đã từng đến ăn hủ tiếu Nhân Quán rồi, tuy nhiên thì nó là cơ sở khác. Nhưng mà lần này thì anh Đức anh ấy dẫn đi một cái cơ sở khác đây, nó cũng khá là rộng như thế này. Vì sao anh lại dẫn em đi ăn cơ sở này ạ? Tại vì anh ăn cũng khá nhiều rồi, nhưng mà theo như anh Thái có nói ấy, thì có hai cơ sở nhưng mà cơ sở này sẽ ngon hơn. Và đúng là anh ăn lần nào anh thấy ngon thật. Ở đây thì sẽ có hủ tiếu nước, hủ tiếu khô, mì nước, hủ tiếu mì. Đó, và đồng giá ở đây là 85k, mỗi suất sẽ có tôm, tim, gan, thịt nạc, thịt bằm, trứng cút. Đây là hai cơ sở của họ nè. Cơ sở đầu tiên là ở 122D ở Cách Mạng Tháng 8, và cơ sở 2 là 23/9 Quốc lộ 50 Bình Hưng, Bình Chánh ở hả? Sao lại ở Bình Chánh? Thế cái quán hủ tiếu em ăn lần trước là hủ tiếu gì? Hai cơ sở là Bình Chánh á? Không chứ. Ừ. Ôi chắc cái này là in lâu rồi. Đây, đợi khoảng tầm 3 phút là đã có đồ ăn rồi, rất nhanh mặc dù là quán đông nha. Đức thử cho mọi người xem ở trong đây có cái gì nào. Đầu tiên là hai con tôm rất là to, và có cả gan này, và thịt lợn nữa. Nhưng mà rất là nhiều thịt bởi vì nó có cả thịt miếng và thịt xay nữa. Cộng với việc là có rất là nhiều cái hủ tiếu như thế này, đúng không? Và ở trong Sài Gòn thì đặc biệt là người ta làm khá là ngọt, nên là nếu như mà bạn nào mà không ăn được ngọt thì chắc là cũng sẽ không thích món này lắm. Nhưng bạn nào mà ăn được thì chắc là sẽ rất thích đấy, vì thực ra là quán hủ tiếu Nhân này khá là nổi tiếng và khách du lịch người ta đến cũng rất là nhiều ấy. Thậm chí là các bác mà lái taxi ấy, cũng hay khuyên mọi người là nên đến đây ăn thử vì nổi tiếng và ngon. Sài Gòn đợt này mưa quá mọi người ạ. Mưa. Lâu lắm rồi không vào Sài Gòn lúc mưa, đợt trước vào lại là nắng. Ninh sẽ xé nhỏ tần ô ra. Tần ô chính là rau cải cúc ấy mọi người. Đây là một trong những cái rau mà Ninh thích nhất luôn. Cái sợi hủ tiếu ở đây mặc dù là trộn nhưng mà nhìn nó không bị khô nha mọi người. Xin mời. Nó không ngọt như em nghĩ. Nó hơi mặn mặn. Thế tại vì em thích ăn ngọt. Nó hơi mặn mặn chua chua. Mà trộn sợi rất là đều nhá. Sợi hủ tiếu vị rất là đều. Trời say cà phê quá. Sáng nay mình ngồi Running Bean uống có một cốc cà phê thôi mà say dã man. Ăn một tô này là no. Ninh thấy cái giá 85.000 cũng phải thôi. Mà rất nhiều người đi ăn luôn tại vì là nó hợp lý ấy. Rất là nhiều nhân. Nên nếu các bạn thèm hủ tiếu ở Sài Gòn có thể qua Nhân Quán. Ninh sẽ bán đầy đủ các cái địa chỉ của quán đấy ở đây cho các bạn xem nhé. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại nhà tiếp theo, đó chính là Chu Căng Tung. Đây là một cái nhà hàng lẩu. Thật ra thì nó sẽ giống kiểu lẩu hơi của Hà Nội, các bạn ăn steamboat có thủ ích. Đó, ở đây thì người ta gọi là hấp thủy nhiệt. Nhà hàng này thì là một trong những nhà hàng đồ hấp mà mình rất là thích. Tại vì là ăn nó ngon và khác biệt hoàn toàn so với Hà Nội. Ăn nó ngon hơn nhiều luôn ý. Vị thì biết rồi, mức độ tươi, sống các thứ rồi rất là khác. Tuy nhiên thì cái nhà hàng này mặc dù nó có nhiều cơ sở nhưng mà nó rất là đông, nên các bạn nên đặt chỗ trước nha. Và bây giờ thì Ninh đang pick đồ, xem ở trong menu này. Xong rồi thì mình sẽ tích vào một cái hóa đơn, tích vào một cái bill order như thế này. Một cái tờ order như thế này. Đó. Đó là hay.
Chúng mình vừa order đồ xong. Mày từ ở đâu qua? Tao vừa ở công ty qua, ở chỗ làm, vừa họp xong tận Gò Vấp. Nhưng mà sao công ty của mày lại tận Gò Vấp? À, đi họp thôi chứ phải ở công ty. Đi họp với khách hàng, công ty. Mọi người ơi, mọi người thấy cái túi gì bên kia không đấy? Mà mọi người biết gì bên trong không ạ? Cặp lọc cơm chưa? Sao bây giờ mày lại nấu cơm mang đi làm á? Thì mẹ tao nấu xong rồi hôm nay tiện thì mang đi thôi. Thế à? Đây, ở đây sẽ có một cái quầy hướng dẫn pha chế sốt này, các bạn sẽ pha chế lại đây. Bây giờ mày sẽ pha theo khẩu vị của mày đi, xong tao sẽ pha của tao. Tổ tiên mách bảo. Ok. Tổ tiên tao mách bảo. Là mày sẽ cho... Ủa sao toàn những thứ ta không ăn được rồi trời. À đây, sốt này đúng không? Phải không? Đầu tiên là nó sẽ cho sốt một chung căng cung. Sốt CKK nha. Một thìa trăm cuối không được, nửa thìa thôi. Xong rồi sẽ cho ngò, ngò là mày có biết ngò là gì? Là mùi. Là rau mùi, rau mùi. Ăn hành lá. Ủa má, mày đang pha chế theo công thức của mày. Ừ. Người ta không ăn tỏi. Tao ăn tỏi thì chả ăn gì nữa. Thế thôi, hết rồi mọi người ạ. Thế thôi ta ăn thêm chanh. Ăn chanh không mày? Không. Đó, nó bắt chanh. Ở đây thì sẽ có muối ớt xanh để các bạn có thể ăn hải sản nhá. Hải sản chấm muối ớt xanh mới rất ngon nhá. Ta thích ăn thêm mùi có một chút vừng. Thế á? Ừ, thế thơm hơn. Không giống ở lẩu mấy cái lẩu á. Bây giờ thì các bạn ấy sẽ mở nắp ra và đặt đồ hấp vô. Phía bên trên này sẽ là một cái lưới. Đó, các bạn thấy ở dưới không? Có nước. Bây giờ chúng ta sẽ nấu cháo bằng cách cho gạo vào luôn. Cái này thì nó sẽ không khác gì cái steam pot các bạn ăn ở ngoài Hà Nội đâu. Nhưng mà quan trọng là do cái sốt ướp đồ ăn cũng như là các cái loại đồ ăn cùng thôi. Trứng muối này. Ta xin lỗi mày. Sao đâu? Lúc nãy mọi người ơi, chấm của Long nó là CC. Lúc nãy Long nó lấy cái sốt tiêu chanh xong mình là uịch một phát đổ luôn vào người. Xin lỗi nhá, buồn quá. Ở đây thì mình đã pha xong sốt chấm. Ở đây mình có một ly trà đào nè. Kia là Pepsi. Đây là cái gì? Đây là nước. Cái gì kỳ tử ấy. Ở trên có các táo tàu hay sao á. Đó. Đây là đồ ăn kèm này. Ở kia mình sẽ có một đĩa rau. Ok, ăn thôi, xin mời mọi người. Đây là món đầu tiên của mình nè. Mình sẽ chấm sốt này. Đó. Cái này là cái món than tre mới của họ. Canh cả, ninh vừa phải ra cả, tắm bán lại vào. Sốt ngon đấy. Cái này là tôm. Cho ăn cái này bây giờ. Là món mới mày. Ơ! Anh vừa mới nói câu chuyện là lần cuối đi ăn với nhau cũng ăn ở đây. Ơ, có gì nhắn tin nhá, cứ ăn uống thoải mái. Mình gặp người quen mọi người ơi. Đúng là vô Sài Gòn, Sài Gòn nhỏ lắm, nhìn tưởng rộng thế thôi mà rất là nhỏ. Cái quá, cái quá. Ở đây sương khói mờ nhân này. Mình biết chọn chỗ lắm mọi người ạ. Nó cứ phả thẳng vào mặt mình thôi. Mình chọn chỗ mà nó kiểu nó phả thẳng vào mặt mình chứ nó không đi đâu hết luôn ý. Để phiêu lâu này. Mặt ta làm gì có gì mày. Nè. Mặt đẹp tự nhiên đấy. Ok mọi người ơi, xong bữa ngày hôm nay rồi. Hết 1,1 triệu. Ba người ăn no lặc lè. Thật ra lại có một vài món không quá xuất sắc lắm. Thì mình sẽ review chi tiết hơn ở trong post Instagram. Thì các bạn có thể truy cập vào Instagram com/ninh-eating để có thể khám phá kỹ hơn cả về ảnh các thứ. Còn bây giờ sau khi ăn chăng căng cung xong thì chúng mình quá no và chúng mình sẽ phải đi bộ một chút. Tối nay thì mình có đặt vé xem phim gì? Cái gì? Cuộc chiến xuyên không. Thấy mọi người khen hay lắm nhưng đây. Hãy cùng nghe người đối diện của Ninh chia sẻ. Phim nó hơi dài dòng tại vì nó là phim series mà kiểu đánh nhau siêu anh hùng này kia nên là nó phần đầu tiên nó sẽ là phần đặt vấn đề, phần kể chuyện về story của từng nhân vật ý, nên là nó cũng bị khá là dài dòng.
và nó hơi xàm xàm nữa, nó hơi vui kiểu pha yếu tố hài hài và nên nó cảm thấy nó không có đủ thuyết phục. Mình không biết là số phận của mình trong 2 tiếng nữa sẽ như thế nào, nhưng mà biết đâu tao xem tao lại thích xàm xàm như tao, tao đâu có xàm xàm đâu. Hello mọi người, hôm nay thì mình có một cái việc đi chụp ảnh xong cả ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá một cái quán thịt nướng mà... cảm ơn ạ, được rồi, cảm ơn ạ. Đó chính là Meat & Meat. Thực ra quán này thì mình đã đi quay với nhà anh Kiên Hoàng rất là nhiều rồi, vì lần nào vào đây tụi mình cũng sẽ đi ăn cái này. Nhưng mà mình lười nói quá, nên là bây giờ thì mình sẽ quay và mình sẽ phải đọc ảnh. Meat & Meat BBQ chính là địa điểm cuối cùng Ninh muốn giới thiệu đến các bạn trong tập ngày hôm nay. Ninh đi ăn cơ sở nằm ở địa chỉ số 10 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1, mở cửa từ 11 giờ đến 22 giờ tối các ngày trong tuần. Sốt ướp thịt nướng ở đây thì khá là đậm đà, vị ngọt nhẹ của mật ong nên khi thưởng thức các bạn sẽ cảm thấy là nó khá là khó cưỡng đấy. Nhưng mà có vài loại thịt thì lại hơi đậm sốt quá so với khẩu vị của Ninh. Ban chan ăn kèm ở đây thì đa dạng, vừa miệng lắm. Điểm siêu cộng cho quán là những món cơm trộn, miến trộn hay là tteokbokki đều khá là ok, đầy đặn. Nhân viên thì siêu nhiệt tình luôn, chu đáo, chủ động thay vì nướng thường xuyên cho khách, mặc dù là lúc nào quán cũng kín bàn hết. Menu ở đây thì có 3 mức giá là buffet 199.000, 259.000 và 429.000, chưa bao gồm VAT và đồ uống. Nếu mà cho nên chọn thì mình nghĩ rằng là các bạn chỉ nên chọn 259 thôi, vì nó cũng đủ đồ để ăn một bữa thật là no rồi. Ninh thì thích cơ sở Lê Thị Riêng hơn, tại vì là nó concept kiểu ở container khá là rộng, còn ở bên chỗ mình ăn hôm nay thì hơi chật một chút. Nhà hàng này các bạn lưu ý là rất đông, vì mức giá khá là hợp lý đúng không? Nên là đi ăn mọi người nhớ phải đặt bàn trước nha. Nếu có cơ hội đến Sài Gòn, các bạn nên ghé qua Meat & Meat để thử xem sao nhá. Mỗi một con chỉ có mấy cái thôi đúng không? Nó không phải là bì đâu, mà nó là thịt luộc xé sợi á, thái sợi á. Tầm 200 không? Khoảng trăm mấy, 200 á. Trời, tưởng qua đường để bưng hộ em nó.